quận 1 này có phải là ai cũng dám bước chân vào đâu. Trước năm 75, tầng lớp cao cấp của cái chế độ cũ là ở cái chung cư này. Ra cái view của nó rất là đẹp, nhà xây cao ráo và rất là mát. Chú vừa về năm 91 thì nghe những người già ta kể lại cho mình nghe. Đằng trước là sĩ quan của Mỹ, rồi ở đây là sĩ quan của chế độ cũ. Sau là mấy người vợ lính và mồi để làm quân giúp việc. Sau giải phóng có một số là cấp cho công nhân xí nghiệp ba sao. Với cái tầng dưới thì là của dân, nhưng mà trên này là toàn là dân của dân ba son không à. Cái hồi mới vào đây á, hồi đấy nghèo nàn lắm. 2-3 giờ sáng tụi cô là phải xuống dưới tầng dưới nè, cái để xách nước lên trên này, và điện thì không có. Dân ba son đi về là cứ vừa đi làm về xong là lại phải đi mắc, mắc rồi mới có điện để mà xài. Đường Nguyễn Huệ đã cải tạo rất nhiều đợt rồi, thì bây giờ mới là đường đi bộ. Hầu như cái mặt chính của cái chung cư mà quay ra Nguyễn Huệ này có giá, họ thuê với giá cao. Thì cho nên họ phải làm cái hoán đổi thôi, thì có giá thì họ sẽ thuê ở một cái chỗ khác, để cái chỗ này là cái chỗ kinh doanh. Sửa lại rất là nhiều để mà có thể trở thành hàng quán. Cứ người này thuê được mấy tháng á, ra thì lại sửa lại. Ui mu mới mịt hết cả cái chung cư này lên. Tầng trên á mà đạp thì không sao, mà tầng dưới á là người ta là có cấu trúc sẵn đấy đúng không? Nếu mà anh đạp mà sai cấu trúc chút lỡ không may mà nó sập một cái nhà một cái thì sao? Thông tin mà làm xáo trội cả cái chung cư lên đấy, thì có mấy trăm triệu một mét vuông lên, bây giờ là hơn 1 tỷ một mét nữa. Khi mà chú mới tới đây á, là cái tòa nhà là cao nhất đường Nguyễn Huệ đấy, nhưng mà bây giờ trở thành là thấp nhất rồi. Đây mới chỉ là 10 lầu, người ta sẽ xây chồng lên đây là khoảng độ 50 tầng chẳng hạn. Lượng người nó phát triển rất nhanh. Bây giờ nếu không phát triển về xây dựng thì làm sao chứa nổi người? Có thể bao nhiêu năm sau con cháu sẽ phản đối lại về cái xây dựng của Việt Nam. Hoài niệm là ngày xưa, bọn con sau này cũng lại phải ngày xưa thì coi như có nghĩa là xã hội không đi lên.